Xin chào quý vị và bà con ngư dân Thưa bà con, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam Và dự báo là khoảng gần sáng ngày mai, ngày 21 tháng 12 thì không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến nước ta Ở khu vực của vịnh Bắc Bộ thì gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 7, giật cấp 9 Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm có cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 7 Có lúc là cấp 8, giật cấp 9, cấp 10 Sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh Dọc theo các vùng biển miền Trung từ Quảng Trị cho đến khu vực của Ninh Thuận cũng do tác động của khối không khí lạnh nên là gió đông bắc vẫn duy trì cường độ mạnh ở mức là cấp 5, cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 m. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau bao gồm có cả đảo Phú Quý, duy trì gió mạnh cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh, thời tiết duy trì mưa rông rải rác, còn tại khu vực giữa và nam của Biển Đông, bao gồm có cả vùng biển của quần đảo Trường Sa, do ảnh hưởng của các nhiễu động trong thời tiết nên là những khối mây rông tiếp tục hình thành, dày đặc gây ra những cơn mưa rông kèm theo khả năng là xảy ra cả lốc xoáy và hiện tượng gió giật mạnh. Nhìn chung là ngoại trừ khu vực biển phía Tây, thời tiết trên hầu khắp các vùng biển khác của nước ta ít thuận lợi cho việc lưu thông và hoạt động của tàu thuyền. Sau đây sẽ là phần dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Thưa bà con ngư dân, Tại vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, từ đêm nay thì gió Đông Bắc trên vùng biển này sẽ mạnh dần lên. Đến sáng ngày mai sẽ đạt ở mức là cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 biển động mạnh với những con sóng biển cao từ 2 cho đến 4 mét gây trở ngại cho tàu thuyền hoạt động. Với tình trạng biển như vậy thì các tàu thuyền nhỏ không nên ra khơi, còn các tàu thuyền trọng tải lớn thì cần phải đề phòng với gió giật mạnh và tầm nhìn sẽ bị giảm thấp nhất là vào đêm và sáng sớm trên vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, trong 24 giờ tới khi mà khối không khí lạnh mạnh tràn xuống thì gió Đông Bắc cũng sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Mưa rông mặc dù không xảy ra nhiều, tuy nhiên thì với trạng thái là biển động cùng với những con sóng cao thì khu vực này sẽ không thuận lợi lắm cho các hoạt động hàng hải tại vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, bao gồm đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn. Trong đêm nay và ngày mai, thì khu vực này cũng bị chịu sự chi phối của trường gió Đông Bắc, nhưng mà với cường độ cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, tình trạng mưa rông tuy đã giảm hơn nhưng mà vẫn xảy ra rải rác, biển vẫn ở tình trạng động nhẹ nên là vẫn gây khó khăn cho các hoạt động của tàu thuyền nhỏ. Chúng ta tiếp tục lùi xuống phía Nam và đến với khu vực biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, bao gồm cả đảo Phú Quý. Trong đêm nay và ngày mai, gió Đông Bắc duy trì cường độ ở khoảng là cấp 5, có lúc cấp 6, thậm chí còn có gió giật lên tới cấp 7 nên là biển sẽ động. Thêm vào đó thì do ảnh hưởng của những nhiễu động thời tiết, tại vùng biển này thì mưa rào và rông xảy ra nhiều nơi gây ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và cũng giống như vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận. Trong vòng 24 giờ tới, tại vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, bao gồm cả côn đảo, thời tiết tiếp tục duy trì mưa rào và rông rải rác. Tầm nhìn vì thế mà giảm xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Ngoài ra, thì gió Đông Bắc mạnh lên tới mức là cấp 6, có lúc là cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động. Sóng biển cao từ 2 đến 4 m gây bất lợi cho các hoạt động khai thác và đánh bắt của bà con ngư dân. Trong khi đó, ở khu vực biển phía Tây, từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm đảo Phú Quốc và Thổ Chu, thời tiết ít biến động, chỉ còn mưa rào và rông vài nơi. Gió Đông Bắc cũng chỉ hoạt động trung bình ở mức cấp 4, độ cao sóng biển là dưới 1,5m. Thời tiết và sóng gió khá thuận lợi cho các hoạt động của tàu thuyền, đặc biệt là các tàu du lịch ra vào các đảo vào dịp cuối tuần. Còn tại vùng biển Vịnh Thái Lan, thời tiết cũng khá ổn định, mưa rào và rông chỉ xảy ra ở vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km. Trong đêm nay và ngày mai thì khu vực này chỉ duy trì gió yếu nên là sóng sẽ yên và biển sẽ lặng. Quay trở ra khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, trong đêm nay và ngày mai, cùng với quá trình tăng cường của khối không khí lạnh sẽ khiến cho trường gió Đông Bắc trên vùng biển này hoạt động mạnh hơn. Tại đây thì gió sẽ duy trì ở mức cấp 7, có lúc là cấp 8, giật cấp 9, nên là biển động mạnh kèm theo những con sóng có thể cao tới 5 mét. Bà con ngư dân không nên cho tàu thuyền của mình hoạt động trên khu vực này để có thể đảm bảo được an toàn. Khu vực giữa biển Đông, từ 10 đến 15 độ vị Bắc, trong 24 giờ tới, gió Đông Bắc hoạt động với cường độ mạnh ở mức là cấp 6, giật cấp 7 gây biển động. Sóng biển vì thế mà cũng khá cao và sẽ dao động ở mức là trên dưới 3 mét. Ngoài ra thì đây cũng là vùng biển được cảnh báo là sẽ tồn tại khá nhiều ổ mây đối lưu có thể gây ra mưa rông mạnh cho khu vực. Do vậy, bà con ngư dân cần phải hết sức lưu ý. Và cuối cùng sẽ là khu vực Nam Biển Đông, bao gồm có khu vực phía Nam của quần đảo Trường Sa, Huyền Trân và Sông Tử Tây. Tại đây thì gió đông bắc duy trì với cường độ cấp 5 có lúc là cấp 6 giật cấp 7. Mây đối lưu vẫn sẽ liên tục phát triển gây mưa rào và rông cho khu vực này khiến tầm nhìn sẽ bị giảm. Đồng thời thì trong cơn rông còn có thể xảy ra cả gió rất mạnh nên là đây vẫn chưa phải là vùng biển an toàn cho các hoạt động hàng hải. Tới đây bản tin thời tiết biển ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời tiết tiếp theo.